Hello, xin chào cả em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em top 5 cái mẹo để em có thể leo rank hoặc là nó khá là hay em ạ. Rồi thì anh em cứ xem hết cái video hôm nay của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất tật luôn. Rồi thì anh em nào đã xem cái video rồi cả mình. Vừa nãy thì tưởng sơ tái mình luôn chứ. Thì anh em nào thấy hay thì chuẩn bị subscribe ký kênh cũng như like để xem cái video hôm nay của mình nha em. Thì đến với cái địa điểm đầu tiên thì mình sẽ dắt anh em đến với một cái khu vực mà mình thấy là nó cực kỳ ảo ở trong cái map đạo quân sự này. Ở cái địa điểm này thì có thể chứa được những lượng đạn khá là lớn nhưng mà không thể nào phát hiện được. Và sau cái video này thì mình không biết là anh em sẽ gọi là hay như thế nào. Thì cũng sẽ có một số anh em biết về cái địa điểm này rồi. Thì nói chung thì nó cũng chẳng xa lạ gì nữa đâu. Nó sẽ ở trên cái khu vực này. Nó sẽ ở bên trái của cái khu vực cổng trời anh em. Nó sẽ có một cái ngôi nhà và ở đây thì anh em có thể kết dấu đạn này. Hoặc là nếu mà kết luôn con xe thì thấy là nó khá là ổn. Và lên trên này thì mình sẽ test cho anh em luôn. Đấy chính là đó anh em ạ. Là cái ngôi nhà ở phía xa xa kia. Hiện tại thì mình đang lên anh em ơi. Thấy thì nó hơi phiêu đúng không? Nói thì hơi ảo tưởng xíu. Nhưng ở đây sẽ có một cái địa điểm như thế này. Đấy em thấy không? Ở trên mặt đất sẽ không có gì cả, mình vứt đạn này nó sẽ xuống lòng đất hết luôn đấy. Và thay vì xuống lòng đất thì mình có thể nhặt lại được anh em. Thì đây là mình thấy nó khá là hay luôn, hay cực kỳ. Úi giời ơi, đây như thế này mà thân nhìn nào mà tới vơ cái đống này nữa thôi. Úi giời ơi luôn. Anh em lưu ý là ba lô cũng như là giáp mũ và giáp mũ cái gì ta, đúng rồi, đây sẽ không nhận anh em. Ở đây thì nó sẽ nhận mỗi cái súng này cũng như đạn các kiểu, đạn các kiểu thôi anh em ơi. Đấy, hầu như nó sẽ không nổi lên ở phía trên cho nên thì kẻ nó không phát hiện anh em ạ. Thì ở cái điểm này thì bữa thì mình chạy sang thôi mình phát hiện lỗ sân nó không có cái gì mà tại sao mình cũng nhặt súng được nhở. Thì đấy mình mới vứt súng ra thì mới phát hiện ra ở cái địa điểm này anh em ơi. Nói chung thì nó khá là vô lý nhưng mà nó cũng rất là thuyết phục anh em ạ. Đây thì mình sẽ lấy loot lại hết chứ không tin nào sang nó thấy đó. Nữa thì lại toang anh em ơi. Ở đây thì mình sẽ rồi ok hết rồi nha. Thì đấy là cái địa điểm đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn cho anh em. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn em ở cái địa điểm thứ hai cũng là ở cái khu vực cổng trời luôn. Ok let's go làm nè. Đến với cái địa điểm thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn em cách leo trèo lên ở cái ngôi nhà này dễ dàng. Đến em có thể công cực kỳ dễ dàng luôn. Ở đây thì mình nghĩ là em có thể dùng một trái cũng lấy được rồi. Nhưng mà ở đây mình dùng hai trái nó cho nó chắc nha. Đấy, và đây thì mình làm thử nghiệm cho em. Nếu mà em nào muốn chơi thật thì hãy một động thao tác nhanh hơn thì sẽ ổn nha. Và em lưu ý là đến đây thì em hãy bật nhắm nhảy lên này chứ không thì nó khá là khó đấy. Rồi, ở đây thì em cứ chạy thẳng thôi. Đấy, hiện tại thì mình đang test thử cho em cho nên mình sẽ làm chậm. Và vì thế nó cũng khá là hay đấy em ạ, đấy. Và chạy lên thôi đấy rất là ok luôn. Ở trong cái phim cái phiên bản cũ thì mình nghĩ là cũng khá là dễ dàng có thể lên được cái đi điểm này để làm công cực kỳ dễ dàng nhé. Ở đây thì em cũng có thể xuống bằng cái con đường này. Ở bên này thì nó hơi xa cho nên mình nghĩ là xa không được các bạn. Thì ở cái đi điểm đầu tiên thì nó sẽ có cái mái ấy, thì nó sẽ lên dễ dàng hơn rất là nhiều. Rồi, bom keo thì vẫn đang còn đấy mọi người đấy. Cực kỳ dễ dàng luôn nha. Cũng được, bởi vì mình thấy là cái đã áp dụng để công nhà mình thấy nó cũng khá tạm ổn đấy em ạ. Rồi đến cái địa điểm thứ ba mình muốn hướng dẫn cho em thì cũng là một cái cách để có thể công cái ngôi nhà gà này nữa. Thì ở đây sẽ là cái map cũ nha em. Và cái map cũ này thì công mình nhé, hai trái bom keo thì em có thể lên cực kỳ dễ dàng luôn. Ta hồ mà công mà đến luôn em ạ. Ở đây thì tiếp tục mình sẽ lên ở cái ngôi nhà ở phía trên này nha em. Rồi ở đây thì mình sẽ dùng cái bệ phóng chạy cho nó nhanh chứ chạy như thế này biết bao giờ tới đúng không. Ở đây thì mình sẽ cắt chuẩn một xíu nha. Rồi đến với cái ngôi nhà gà này thì em hãy dùng cho mình hai trái bom keo. Một trái thì em hãy ném ở cái lỗ hậu này đấy. Đây chuẩn như thế này, dưới này sẽ không phát hiện đâu nha. Đây một trái này đấy, đây là hai trái đấy. Nếu mà em phát hiện có người trong nhà thì em hãy làm cách này thì mình nghĩ là nó khá là hay luôn.
đây này. Và anh em hãy đi từ từ xuống nha. Lưỡi anh em lưu ý là xuống đây từ từ. Rồi đến đây thì anh em hãy đứng dậy và chạy cho mình. Đấy, nhảy này. Đấy, xa được luôn, phát mổ đấy ạ. Ở đây thì anh em hãy đi từ từ và bật ngắm lên và xuống nha. Chứ anh em đi xuống thì nó sẽ bị rơi đấy. Rồi, xuống này. Ôi dồi ôi, khá là lưu luyện luôn, khá đơn giản. Đấy, bắn vào thôi. Đấy, nếu mà mình ném bông keo nó xuống xíu nữa ấy, thì có thể vào dễ hơn rất là nhiều rồi. Vừa nãy thì hơi lỗi. Đã, bây giờ mình sẽ lên lại. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ xuống lại thêm lần nữa này. Để anh em cứ làm tần tục thì nó sẽ dễ thôi. Hiện tại thì mình vừa làm tự thôi cho nên thì nó cũng khá là chậm chạp. Rồi, anh em thấy không? Hầu như nó cực kỳ dễ luôn. Xuống lại bông keo nó vỡ rồi. Đậu sen, úi rồi. Tốn gần nửa lít máu ấy em ạ. Không sao, nhưng mà mình thấy là những cái địa điểm này được khá là vui. Thì mình hướng dẫn cho em thì anh em có thể áp dụng, có thể run này hoặc là run rồi ra đi cũng được. Mình thấy nó cũng ổn đấy em ạ. Rồi, đến với cái địa điểm thứ tư. Úi rồi, hiện tại đang giao tranh rất là căng thẳng luôn. Ở phía dưới kia đang có một thanh niên đang gọi là sân lùng mình. Ừ, đấy, úi dồi ôi. Đậu xe suýt nữa là ăn cả băng đạn vào mồm lên ạ. Úi dồi ôi. Dịch cầm này thì chạy đi đâu. Úi dồi bạn ơi, thế này cũng khá là yếu máu rồi. Bởi vì nãy giờ thì định lên combat mình đây em ơi. Nhưng mà không thèn. Tưởng đâu dễ ăn nào bạn ơi. Đấy, đâu có dễ như vậy. Và ở đây thì mình sẽ dùng cái con sữa ăn. Vừa nãy thanh niên kia bắn vỡ cái con xe jeep của mình rồi. Cái này thì mình phải dùng cái con xe này. Nếu mà anh em có xe jeep này hoặc là cái con xe thín ấy thì nó sẽ ok hơn, sẽ ẩn thân dễ hơn ấy. Cho nên hiện tại mình sẽ dùng cái con xe gì ta, toc tích thì đây. Cái con xe này thì nó khá là khó. Mình không nhớ là nhảy ở phía trước hay phía sau nữa. Bữa là mình nhớ nó nhảy ở phía trước, cho nên bây giờ mình sẽ thử xem sao. Rồi bắt đầu thấy hơi khó đấy em ạ. Thấy khó rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ, có lẽ mình sẽ ra phía sau xem sao nha. Lên đây. Đậu sen. Xe này nó ra ở phía sau đấy em ạ. Bữa thì mình nhớ mình nhảy ở phía trước mà. Nhưng mà bây giờ nó đã fit lại ở phía sau sao ấy. Mình không nhớ kỹ nữa. Chắc là cái trí nhớ của mình kém quá đấy mà. Đấy thì nó sẽ vào được ở trong này. Nếu mà được sử dụng con xe tín hoặc là cái con xe jeep thì nó sẽ cao và đẩy cái phần xanh của người đem lên luôn. Cho nên thì mình thấy đấy là một cái mẹo khá là hay. Bởi vì cái con xe này thì nó sẽ bị lộ trên nên em ơi. Thì đấy là cái địa điểm thứ tư của mình. Bây giờ mình sẽ sang ở cái địa điểm thứ năm nhé. Cái địa điểm cuối cùng. Đi với cái địa điểm cuối cùng thì mình sẽ dẫn anh em đến với cái khu vực trượng cực khí. Thì ở cái khu vực này thì khá là lâu rồi mình chưa sang đây. Rồi thì đến với cái khu vực này thì em hãy áp dụng cho mình 3 trái bông keo, 3 hoặc 4 trái gì đấy cũng được. Hiện tại mình có 6 trái. Đấy, ở cái địa điểm này thì em lưu ý là nếu mà anh em có lựu đạn Halloween hoặc là cái lựu đạn sáp ấy thì lên khá là dễ dàng luôn. Đây thì mình đang sử dụng cái bông keo mang chắn bảo vệ dưới đây thì nó sẽ hơi khó một xíu. Nó sẽ bằng cái với cái bông keo bình thường của anh em. Rồi bây giờ mình sẽ lên nha em. Ôi trời ơi, hơi khó nhở. Mình sẽ bật nhắm và lên lại xem sao nha. Rồi lên được này. Ôi, khá là cao, có lẽ mình sẽ đáp thêm một trái bông keo nữa. Và lại hướng dẫn 3 trái, 3 bộ trái mà giờ. Bây giờ mình sẽ lên lại nhá. Rồi lần này thì auto lên rồi. Và bây giờ mình sẽ nhảy lên ở phía trên cái phần cao này nha em. Bây giờ mình sẽ sang đây này. Và ở đây thì em lưu ý là hãy ném cái bông keo nó thấp xuống xíu nhá. Ở đây thì mình ném nó hơi cao xíu. Đây tầm như thế này. Và như này nhá. Cho nó xuống xíu nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Để xíu nữa anh em lên thì nó sẽ dễ hơn đấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ... Úi dồi ôi. Có lẽ cái ý lần này nó hơi bị phai đấy mà. Nó khá là cao, rất là khó lên luôn.
Đây, nếu mà em ném thấp xuống xíu nữa thì sẽ đi lên dễ dàng hơn. Vừa nãy thì mình ném lỗi. Và nếu mà nào sử dụng cái lựu đạn Halloween thì mình nghĩ nó sẽ dễ lên rất là nhiều. Rồi thì đấy là năm cái địa điểm mà mình muốn hướng dẫn cho anh em nhé. Thì anh em nào thấy hay thì subscribe đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ cái video này của mình nha em. Ok, bye bye anh em nhé.